Xin chào các bạn. Thì Thế Giới Cây Nho nhận được nhiều cái yêu cầu về các bạn trồng nho mà và yêu cầu mình là hướng dẫn chi tiết về cái việc ghép cây nho đỏ vào cái gốc nho dại để tạo thành cây nho ăn quả. Thì thứ nhất thì mình cần những dụng cụ chuẩn bị như thế nào? Thứ nhất chúng ta sẽ cần một cái chiếc kéo sắc bén nhọn để cắt không bị phạm những cái hôm nho. Hai là một cái dao đây thì chúng ta có thể mua về dao rục giấy sắc bén, và một cuộn dây để quấn ghép dây ghép. Và những cái hôm nho, những hôm nho này thì chúng ta nên chọn vào những cái hôm nho nó có kích cỡ vừa với cái gốc ghép và nó cũng không quá là non và cũng không quá là già, nó cũng hói vàng thôi như mỡ gà. Thì chúng ta có thể, nhà nào có cái cây nho nho dại thì chúng ta có thể xin nhà hàng xóm hoặc các bạn hoặc những bạn trong group của mình thì xin về bắt đầu mình ghép ghép thử. Rồi những cái công tác chuẩn bị là như thế này, và đây là những cái cây nho gọi là cây nho dại nè mọi người. Đây là những cây nho chưa được ghép và những cây nho này không có khả năng cho trái tại vì nó là cây nho dại chưa có ghép như thế này, và cây nho này đã ghép sẵn, đã ghép thành công như thế này, đã ghép thành công. Và để ghép thành công như thế này thì chúng ta hãy theo dõi cái trình tự ghép như thế nào cho đúng để chúng ta bắt chước theo. Chúng ta có thể chọn gốc ghép là cây nho dại lá dày. Đây là cây nho dại lá dày, cái lá nó như thế này, nó rất là xanh. Như những cái video mình đã hướng dẫn, cái video phân biệt cây nho dại với cây nho ninh thuận thì nó có 3 loại nho dại. Cây thứ nhất là gọi là cây nho đen, thì cây nho này cũng có thể dùng làm gốc ghép, hoặc là cây nho dại lá mỏng cũng có thể dùng làm gốc ghép, và cây nho dại lá dày cũng có thể dùng làm gốc ghép. Ba loại này thì đều dùng làm gốc ghép cho loại nho ăn quả vào. Các bạn hãy theo dõi, thì mình các bạn hãy theo dõi thật kỹ các bước như thế này. Ta sẽ chọn những cái gốc ghép có cái thân hơi to một tí, và chọn một cái cành hôm nho ăn quả cũng tương xứng với cái thân của cây nho dại. Chúng ta sẽ chọn một cái hôm tương ứng với cái thân nho dại. Các bạn hãy quan sát kỹ. Chúng ta hãy loại bỏ những cái không cần thiết trên cái cành hôm như thế này. Đây là những cái cuốn còn dính trên cái hôm. Chúng ta nên gọt như thế này. Chúng ta gọt mỏng hai bên phía cái cành hôm. Sau đó chúng ta chọn cái vị trí cắt, không nên quá cao mà cũng không nên sát gốc. Sau đó chúng ta chỉ dùng mũi dao nhọn chỉ chính giữa thân cây. Sau đó ta đưa cành hôm đã được gọt mỏng rồi như thế này. Đây là điểm giao nhau giữa cành hôm nho đỏ, nho ăn quả và cành nho dại. Chúng ta hãy quan sát kỹ. Đây, mọi người hãy quan sát kỹ. Thì sau đó thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ quấn băng ghép cho nó kín. Chúng ta quấn để cho nó liền xẹo.
chúng ta nên quấn vừa tay, không siết chặt quá và cũng không làm cho lỏng quá, thì có thể nước sẽ vào, nó sẽ rất là thoát hơi nước của cái cành hơm, nó sẽ hư, nó không thành công. Đặc biệt chúng ta chú ý thì nên bó chặt cái đầu để cho nó việc nó thoát hơi nước. Và đây là một cái nho đã được ghép thành công. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt đầu cây thứ hai để mọi người thấy rõ hơn. Chúng ta lại bắt đầu lựa chọn những cái cành ngọn ghép. Ta sẽ vót mỏng hai bên cái cành hơm. Sau đó ta lại chọn cái đoạn vừa với cái cành hơm của nho đỏ. Chúng ta lại chỉ chính giữa thân cây nho dại. Rồi chúng ta lại nêm vào, gọi là nêm vào. Đây mọi người. Rồi chúng ta sẽ quấn băng ghép, quấn buộc vết thương lại. Nên nhớ là chúng ta nên quấn kín hết các vết thương của cái cành hơm. Chỉ để lại cái mầm ngủ để sau này cái mầm này nó sẽ lên chồi mới. Sau khi ghép này thì khoảng một tuần lễ, 7 đến 10 ngày thì bắt đầu nó sẽ nhú mầm ra từ cái mầm ngủ này và nó sẽ tạo thành một cây thành công như thế này. Như thế này thì chúng ta đã ghép một cái cây đã rất là thành công và nó rất là mạnh, ngọn rất là đỏ. Rồi cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và chúng tôi đã giải đáp cái thắc mắc này cho các bạn. Rồi các bạn hãy nhớ like, đăng ký kênh và share cho chúng tôi. Rồi các bạn có những yêu cầu nào thì hãy cứ comment bên dưới thì chúng tôi sẽ tháo gỡ các thắc mắc cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.